một thiếu nữ được cứu khi đang trên đường bị bán sang Trung Cộng. Kính thưa quý vị, theo tin đến từ Việt Nam, báo tuổi trẻ ngày 1 tháng 4 năm 2019 loan tin, chiều ngày 27 tháng 3, đội tuần tra đồn biên phòng Simaika, tỉnh Lào Cai đã phát hiện một đôi nam nữ đang giằng co tại khu vực giáp biên giới thuộc thôn Lùi Dì Sáng, xã Sáng Chải, huyện Simaika, tỉnh Lào Cai. Lúc này thì một nạn nhân nữ thấy có người nên đã kêu cứu, còn một thanh niên thì bỏ chạy nhưng bị đội tuần tra đồn biên phòng bắt được. Nữ nạn nhân có tên là Thảo Thị X, 18 tuổi, người dân tộc Mông ở huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Còn nam nghi phạm là Ly Seo 21 tuổi, người dân tộc Mông ở thôn Bùm Giao, xã Lan Thiếp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Tại đồn biên phòng, thì Ca khai nhận trước đây, Ca sang Trung Cộng làm thuê và đưa một người đàn ông bảo Ca về Việt Nam tìm phụ nữ đưa sang bán cho người đàn ông này. Cho muốn kiếm tiền nhanh nên ca đồng ý và lừa các cô gái Việt Nam bằng tình cảm yêu đương. Sau khi các cô gái tin rằng tình cảm của ca là thật thì nam thanh niên này liền dẫn người yêu mình sang trung cộng bán. Từ tháng 8 năm 2018 đến nay, ca đã bán thành công hai cô gái, trong đó có một thiếu nữ mới 13 tuổi.